Xin chào tất cả các bạn thân mến, mùng 10 tháng 12 vừa qua đã đánh dấu một mốc sự kiện vô cùng quan trọng đối với toàn thể nhân dân nước Việt Nam. Đã hơn 60 năm, chúng ta hội nhập với bóng đá trong khu vực. Việt Nam từng bao lần phải dừng bước khi chỉ còn cách tấm huy chương vàng một bước chân. Đã bao lần, các cầu thủ lẫn người hâm mộ đều phải rơi lệ vì tiếc nuối. Nhưng điều đó đã không còn xảy ra nữa rồi. Chiến thắng của các chiến binh U22 Việt Nam đã đưa đến cho người hâm mộ cả nước món quà vô cùng ý nghĩa. Để làm nên kỳ tích ấy, ngoài đường lối dẫn dắt tài tình của huấn luyện viên Park Hang-seo, còn có các cầu thủ hùng dũng như những chiến binh thép vượt qua được bao nhiêu khó khăn trở ngại để khiến thủ môn đội bạn phải vào trong lưới để nhặt bóng. Đúng như vậy, và góp phần làm nên chiến thắng rực rỡ ấy, không thể không nhắc đến người thủ môn đầy kiên cường của chúng ta, đó là Văn Toản. Và đương nhiên rồi, chủ đề ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chàng trai Văn Toản, người được mệnh danh là chủ nhân của Đặng Văn Lâm. Tìm hiểu về thủ môn Văn Toản. 1. Văn Toản là ai? Văn Toản, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Toản, sinh ngày 26 tháng 11 năm 1999, quê ở Hải Phòng. Nguyễn Văn Toản là thủ môn trẻ của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 năm 2019. Cậu sở hữu chiều cao ấn tượng với 1m85, vóc dáng cao ráo, vạm vỡ của Văn Toản đủ để lấn át khí thế và tinh thần đội bạn trong mỗi dịp ra sân. Nhờ có ngoại hình nổi bật, nam thủ thành cũng được lọt vào trong danh sách các cầu thủ môn đẹp trai nhất của bóng đá Việt Nam và được khen có gương mặt hiền lành và nụ cười dễ mến. Cùng mình tìm hiểu nhiều hơn về tiểu sử và sự nghiệp của Văn Toản nhé! Hai, Văn Toản, từ cậu thợ nhôm đến thủ thành vàng của U22 Việt Nam. Nuôi dưỡng đam mê với trái bóng từ khi còn nhỏ, Văn Toản ngày ấy chỉ chơi với quả bóng nhựa sau những giờ học cùng với bạn bè. Cho đến khi vào lớp 11, cậu tham gia đá bóng giải học sinh ở huyện. Với sức bền và chiều cao vượt trội cùng với khả năng làm chủ của mình, Văn Toản thực sự đã lọt vào tầm ngắm của các huấn luyện viên thuộc Trung tâm Đào tạo trẻ bóng đá Hải Phòng. Thế là những ngày tháng sau đó, Văn Toản được trung tâm dìu dắt, tôi luyện để có những bước đệm vững chắc, trở thành một thủ thành như hiện nay. Tuy nhiên, sự kiện nhận án kỷ luật và nhận quyết định rời đội vào năm 2016 là một cái giá đắt cho sai lầm của Văn Toản, giúp anh nhận ra được bài học đường đời đầu tiên trong sự nghiệp làm thủ thành của mình. Anh phạm nội quy của đội, sinh hoạt vô kỷ luật nên dẫn đến việc bị cắt hợp đồng và trả về. Sau đó cậu về nhà và phụ việc cho gia đình một thời gian, làm đủ nghề, từ bưng bê tới shipper, được một thời gian ngắn thì chán, chuyển sang làm thợ cắt nhôm kính cùng với chú hàng xóm. Nhưng nỗi nhớ về trái bóng và sân cỏ vẫn luôn nung nấu trong chàng trai trẻ này, khiến cho Văn Toản không từ bỏ ước mơ mà ngày nào cũng sẽ ra sân bóng luyện tập. Nhưng rồi, điều may mắn cũng không bỏ cậu mà đi. Một ngày nọ, huấn luyện viên Nguyễn Đức Cảnh gọi Toản quay lại vì đội đang bí người, thế là Toản gật đầu. Vòng đầu tiên của V-League 2019, Toản vẫn ngồi dự bị nhưng thủ môn Phan Đình Vũ Hải bất ngờ bị chấn thương và bước ngoặt đến với Toản từ khi ấy. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng và Nguyễn Đức Cảnh cùng thống nhất đưa Toản lên bắt chính từ vòng 2. Không có gì phải lo cả, cậu cứ bình tĩnh, tự tin, cứ coi khung thành là nhà của cậu ấy, hãy tỏa sáng theo cách của mình nhé. Huấn luyện viên Việt Hoàng vỗ vai Toản bảo như vậy. Toản chỉ trả lời thật ngắn gọn, vâng ạ. Và cái cách mà Toản tỏa sáng khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo đưa tên anh vào danh sách đội U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020 vào tháng 3, rồi mới đây là đội tuyển Việt Nam. Vào tháng 3 năm 2019, cơ hội một lần nữa mở ra với Văn Toản khi anh được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên vào đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á. Tiếp đó, tháng 6 năm 2019, Văn Toản đã vượt qua đàn anh Bùi Tiến Dũng để trở thành một trong ba gương mặt thủ môn nằm trong tuyển Việt Nam tham dự giải đấu giao hữu King Cup 2019 tại Thái Lan. Vào chiều ngày 28 tháng 11 năm 2019, Văn Toản trở thành thủ môn bắt chính của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với U22 Lào, anh để đón lưới một bàn trong trận đấu bắt chính. Tiếp đến là màn thi đấu với Thái Lan, nam thủ môn 9X đã mắc sai lầm và để đón lưới trong những phút đầu tiên. Ở phút thứ 5 của trận đấu, khi thực hiện pha phát bóng lên trên, Văn Toản đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong việc xác định của hướng bóng. Bóng bay lên và đập thẳng vào người Subhachai Jaidit của đội tuyển Thái Lan, rồi nảy ngược vào lưới của Việt Nam trước sự ngỡ ngàng của những người hâm mộ. Sau pha phản lưới nhà này, Văn Toản ngồi bệt xuống đất với gương mặt thất thần. Hẳn ngay cả chàng thủ môn trẻ này cũng không nghĩ rằng mình sẽ phải mắc sai lầm ngớ ngẩn đến như vậy.
Tiếp theo đó, ở phút thứ 11, khi số 17 đội Thái Lan Suphanat Muanta phát xuống khung thành của Việt Nam và tung cú dứt điểm, Văn Toản đã có một pha dâng lên cản phá rất nhanh chóng. Tuy nhiên, cú đẩy phóng thiếu chính xác đã đưa bóng bật lại ngay tầm chân của cầu thủ số 17, một lần nữa tạo cho tiền đạo U22 Thái Lan một cơ hội quá tốt để ghi bàn vào lưới khung thành chấm không của Việt Nam. Nhân đối cách biệt cho voi chiến, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho rằng yếu tố kinh nghiệm cộng với tâm lý căng cứng khiến cho thủ môn Văn Toản liên tục mắc sai lầm ở trận đấu với U22 Thái Lan. Sau trận đấu này, Văn Toản gặp rất nhiều áp lực từ cộng đồng cư dân mạng. Tuy nhiên, đa số người cũng hiểu rằng bởi lẽ Văn Toản là chàng trai ít tuổi nhất của đội tuyển Việt Nam, kinh nghiệm của anh chưa có nhiều. Bên cạnh đó, có lẽ còn do ảnh hưởng về mặt tâm lý khi đối đầu với Thái Lan mới khiến cho thằng thủ môn này phạm phải sai lầm. Rất may, U22 Việt Nam lúc đó đã biết vượt qua thời khắc khó khăn để có được kết quả có lợi cho mình, khiến cho đội tuyển Thái Lan phải xách vali về nước trong nước mắt. Mình tin rằng qua trận đấu này, Văn Toản sẽ trưởng thành hơn. Trong trận bán kết giữa Việt Nam và Campuchia ngày 7 tháng 12 năm 2019, trong một trận cầu mà đối thủ của U22 Campuchia quá yếu so với chúng ta, thì Văn Toản thật sự không có quá nhiều đất diễn. Anh chỉ thi thoảng phải làm việc khi những chiến binh Angko thực hiện những tình huống cố định. Tuy nhiên, vào những giây cuối cùng của trận đấu, thủ thành sinh năm 1999 đã có dịp chứng tỏ khả năng của mình với cú bắt penalty chuẩn xác. Văn Toản đã có pha cản phá cực kỳ ấn tượng vào phút đá penalty của đội bạn, giữ sạch lưới cho đội chủ nhà với tỷ số 4-0. Anh đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia cũng như cổ động viên Việt Nam. Điều này càng khẳng định rằng con mắt nhìn người của huấn luyện viên Park Hang-seo. Khoảnh khắc này không chỉ đơn thuần là một pha cứu thua giúp chiến thắng đậm của chúng ta thêm lung linh, mà nó còn mang đến nhiều tầng nghĩa. Đầu tiên, Văn Toản cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng để góp mặt ở trận đấu quan trọng nhất, chung kết SEA Games 30 vào ngày 10 tháng 12. Điều đó sẽ giúp cho thầy Park tạm an tâm với vị trí thủ môn và dành nhiều thời gian cho những toan tính về thế trận và mình đánh, đối phó với đối thủ sừng sỏ U22 Indonesia. Trước trận chung kết SEA Games diễn ra vào mùng 10 tháng 12 năm 2019, gia đình cầu thủ đã tổ chức 30 mâm cỗ để mời hàng xóm sang cổ vũ cho U22 Việt Nam, cũng là cổ vũ tinh thần của con trai mình. Mọi người đều hy vọng Văn Toản sẽ giữ vững được tâm lý để thi đấu trong trận quan trọng này. Và không phụ lòng của tất cả mọi người, Văn Toản đã hoàn thành trận đấu một cách xuất sắc nhất. Cụ thể, ở trận bán kết SEA Games 30 giữa U22 Campuchia và U22 Việt Nam, đội bạn được hưởng quả đá 11m. Tiền đạo theo Schofield bước lên thực hiện cú đá với mong muốn ghi bàn danh dự cho đội nhà. Nhưng quả penalty của anh đã bị thủ môn Văn Toản xuất sắc cản phá thành công, không cho đội bạn có cơ hội rút ngắn cách biệt. Ngoài tình huống cản phá trên chấm 11m, Văn Toản còn thi đấu rất tốt ở những phút cuối cùng còn lại. Những nỗ lực dứt điểm từ Kel Schofield đều không thể qua được đôi tay chắc chắn của thủ thành đang khoác áo Hải Phòng. Ở trận chung kết, Văn Toản cũng được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cho cơ hội bắt chính và anh đã làm tốt nhiệm vụ khi bảo toàn mảnh lưới của U22 Việt Nam. Giờ đây, Văn Toản đã chứng tỏ được khả năng bắt phạt đền tốt, chẳng kém gì đàn anh Tiến Dũng. Và trong trường hợp xấu nhất, hai đội phải đưa nhau đến những loạt suất lung lưu may rủi, Văn Toản sẽ là một cái tên xứng đáng nhận được sự tin tưởng từ ban huấn luyện, từ đồng đội đến tất cả người hâm mộ trên toàn đất nước. Một khoảnh khắc thiên tài cuối trận bán kết với Campuchia vừa qua đã mở ra một cơ hội rất sáng sủa cho Nguyễn Văn Toản trên con đường khẳng định giá trị và đẳng cấp của chính mình tại một giải đấu quan trọng như SEA Games. Người hâm mộ rất mong anh sẽ tiếp tục duy trì sự hưng phấn và tiếp tục là lá chắn đáng tin cậy nơi khung gỗ của U22 Việt Nam. Chính nhờ vậy, người dân Việt Nam một lần nữa phải nhìn nhận lại anh. Sau khi cùng U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games danh giá, thủ môn Văn Toản đã được vinh danh tại quê nhà Hải Phòng. Và hôm 13 tháng 12, Văn Toản phải chia tay người thân để tập trung của đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra vào đầu năm tới tại Thái Lan. SEA Games 30 là giải đấu cực kỳ đáng nhớ với U22 Việt Nam nói chung và Văn Toản nói riêng. Đối với Toản, SEA Games 30 chả khác nào một giấc mơ đối với thủ thành sinh năm 1999. Từ việc được triệu tập lên cùng đội, được bắt chính và cùng đồng đội giành vàng, tất cả đến đều bằng sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng của Toản. Văn Toản là đại diện cho toàn bộ thế hệ của cầu thủ trẻ của Việt Nam với nhiều niềm tin và sự gửi gắm. Mình tin rằng với năng lực của thủ thành 9X, tương lai sau này của Văn Toản sẽ rất rộng mở và tỏa sáng. Chúng ta cùng theo dõi và ủng hộ cậu ấy nhé! Xin
cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem hết video này. Quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like. Và đừng quên, hãy nhấn nút đăng ký kênh và quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.